Trọng sinh đến sau miêu tiểu thảo trong lúc vô tình phát hiện sau núi cự thạch có thể để cho mình tiến vào một thế giới khác. Một cái gì thú hoành hành, hoang vu người ở thế giới. Ở chỗ này, có lấy chi vô tận vật tư, có vượt quá tầm thường dị thú, có đủ loại kỳ ngộ. Kiếp này, nàng muốn cho kiếp trước những cái kia bắt cóc mùi mùi của nàng bọn buôn người đạt được nên có trừng phạt. Đời này, nàng muốn cho kiếp trước những kia nhìn nàng từng bước một đi vào vực sâu ác ma nhóm quỳ xuống đất sám hối kiếp này, nàng muốn mang theo kiếp trước những kia trợ giúp qua các bằng hữu của nàng từng cái đi về phía huy hoàng nhân sinh. Chương 1 Mầm cỏ nhỏ Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 2 Một lời không hợp liền đánh Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 3 Xuyên qua, bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 4 Không có một bóng người thành thị Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 5 Nhân khẩu Hưng vượng lão miêu gia Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 6 Bọn buôn người tới bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 7 Rừng cẩu đảng Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 8 Gài 7 Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 9 Mê choáng Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 10 Thành công chế phục Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét.